Tôi rất vui mừng, vinh dự được giới thiệu với các bạn về những sản phẩm mới của công ty. Lần này tôi trình bày về sản phẩm mới trong dòng Smart Food D4X. 4 sản phẩm D4X chưa từng có trên thị trường, chưa từng có trên thế giới và được sản xuất duy nhất tại phòng thí nghiệm DEM4. Tôi muốn nhấn mạnh rằng phòng thí nghiệm DEM4 là phòng thí nghiệm có những chuyên gia nổi tiếng trên toàn thế giới tham gia nghiên cứu và làm việc. Không phải chỉ là một vài người, mà nhiều chuyên gia giỏi nhất trong ngành của mình. Họ thu thập đầy đủ dữ liệu khoa học và chỉ sau khi có kết quả thí nghiệm, sau khi đã nghiên cứu sâu sắc kỹ lưỡng mới đưa ra sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi luôn phải trải qua tất cả các quá trình kiểm tra, đạt chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo công dụng đúng như những gì chúng tôi công bố với các bạn. Chúng tôi tin tưởng vào sản phẩm này, mong rằng các bạn cũng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào nó và sẽ vui mừng với sự ra mắt của sản phẩm này trên thị trường. Xin cảm ơn.